Xin chào các bạn. Trong tháng 3 này, chúng ta có ngày số bi 14 tháng 3. Đồng thời, nó cũng là tháng mà Raspberry Pi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10. Hãy cùng nhau điểm lại những dự án thú vị với Raspberry Pi mà chúng ta đã thực hiện trong năm vừa qua nhé. Dự án đầu tiên phải nhắc đến là Pi-hole. Pi-hole là một ứng dụng chặn quảng cáo qua giao thức DNS hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, nó còn hoạt động như một DHCP server để cấp IP cho mạng nội bộ. Pi-hole rất nhẹ và có thể chạy tốt trên mọi phiên bản của Raspberry Pi, kể cả Raspberry Pi Zero. Dự án thứ hai đó là máy chơi game retro với RetroPie. Đây là một hệ điều hành chạy trên nền Debian, cho phép bạn chơi các game trên nhiều nền tảng khác nhau, ví dụ như Atari 2006, Game Boy Advance, Neo Geo, NES. Những tựa game nổi tiếng có thể kể đến như Contra, Mario World và Metal Slug. Một dự án đơn giản nhưng cũng rất thiết thực đó là Pi Webcam. Firmware này sẽ biến Raspberry Pi và Pi Camera của bạn trở thành một USB webcam. Bạn có thể kết nối nó tới máy tính và sử dụng với các ứng dụng họp trực tuyến, ví dụ như Google Meet hoặc Zoom. Nếu yêu thích âm nhạc, bạn cũng có thể xây dựng một music server với Raspberry Pi sử dụng Volumio. Bạn cũng có thể trang bị thêm các DAC rời được gắn trên 40 chân GPIO của Bi để nâng cao trải nghiệm. Với Volumio, bạn có thể phát nhạc từ Spotify, chơi nhạc từ ổ đĩa mạng hoặc ổ cứng di động được kết nối qua cổng USB và điều khiển nó với điện thoại. Ngoài ra, bạn cũng có thể biến Raspberry Pi thành một thiết bị IoT để theo dõi dữ liệu từ cảm biến, ví dụ như nhiệt độ và độ ẩm môi trường, và gửi những thông tin này tới máy chủ IoT, ví dụ như là ThinkSpeed. Đây chỉ là những dự án tiêu biểu với Raspberry Pi. Ngoài ra, vẫn còn vô số các dự án thú vị khác vẫn đang đợi bạn khám phá. Xin chào và hẹn gặp lại!